Sợ không? Ngại không? Ra, ra đây Tâm, đứng ra đây con. Này, cô ơi, bố thả tay nó ra để nó đi. Bố đi theo nó thôi. Bé đi cầu thang à? Nào quay lại đây nào. Mỹ Tâm. Chơi gì đây? Em đang chơi gì đây? Em đang chơi gì đây? Mỹ Tâm xem hàng nào. Mít mơ. Gì đấy? Mini à? iPad mini à? Có wifi không có 3G à? 3G 12 triệu á? Mình cũng cần 3G đâu, thường là hay dùng wifi thôi, nhưng có wifi tốt hơn.